Ô tô Hưng Anh Thái Bình xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng trên toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi Salon ô tô Hưng Anh trên kênh fanpage của nhà mình và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho nhà mình với các bạn nhé. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu 1.005 km và cách thành phố Thái Bình 22 km. Và nhà mình gồm hai mặt đường đối diện với nhau. Bây giờ là 15 phút mình sẽ phát trực tiếp để kể tên báo giá sơ qua với các bạn những chiếc xe đang có mặt bày bán tại salon nhà mình. Và nếu quý khách có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng, các bạn hãy vào bản đồ với tìm kiếm ô tô Hưng Anh thì sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Hoặc là các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668 các bạn nhé. Và nếu các bạn ở xa thì các bạn có thể mua bằng hình thức online, nhà mình sẽ ship xe toàn quốc. Nhà mình sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho tất cả những chiếc xe nhà mình bán ra, đồng thời là hỗ trợ trả góp ngân hàng cho các đời xe từ 2013 trở lên với trị giá là 50% trở lên các bạn nhé. Ngày hôm nay thì nhà mình về được rất là nhiều Fortuner. Hôm nay về thêm được rất là nhiều Fortuner đời cao các bạn nhé. Fortuner máy dầu đời cao hôm nay về được 4 xe nữa đấy. Hôm nay rất là nhiều xe này. Đặc biệt là có một chiếc xe Fortuner máy dầu đời 2019 nhưng mà mới chạy đúng 1.300.000. Đúng chạy có 1.300.000 thôi các bạn nhé. Màu đen biển Thái Bình. Máy dầu số sàn đời 2019 mà mới chạy có 1.300.000. Và hôm nay về được một chiếc Fortuner 2017 cũng máy dầu màu trắng. Máy dầu số sàn. Một chiếc Fortuner 2018 màu cà phê. Máy dầu số sàn biển Thái Bình. Và một chiếc Vetuner 2018 màu đỏ biển Hà Nội. Rất là nhiều xe mới các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về rất là nhiều xe. Fortuner máy dầu thì hiện tại nhà mình đang có hai chiếc xe 2010 máy dầu số sàn màu đen, một chiếc biển Hà Nội và một chiếc biển Thanh Hóa, giá chào bán là 505. Trong này thì mình đang có một chiếc xe Honda CRV đời 2009 màu đen biển Hải Phòng 400 triệu, một chiếc Hyundai Accent bản cao cấp nhất đời 2019 màu vàng cát biển Nam Định 515 triệu. Và hôm nay mới về được một chiếc xe màu đỏ đây các bạn nhé. Vetuner đời 2018 biển Hà Nội. Số tự động các bạn này còn rất là đẹp nhé. Xin chào em Huy Triệu. Lâu lắm rồi Huy Triệu không thấy xem live của nhà chị. Em khỏe không em ơi? Có hai chiếc xe bán tải là chiếc xe Forerunner, chiếc này đời 2014 màu đen biển Hà Nội, máy dầu một cầu số tự động các bạn nhé, 500 triệu. Còn đây là Fortuner 2018 máy dầu một cầu số sàn màu cà phê biển Thái Bình, xe nhập khẩu Indo các bạn nhé. Đây, hôm nay nhà mình về được rất là nhiều xe Fortuner đời cao. Một chiếc 2017 màu trắng. Chiếc này thì là máy xăng các bạn ạ. Chiếc này là Fortuner 2013 máy xăng. Máy xăng 2 cầu bản cao cấp nhất biển Thái Bình nhé. Xin chào và xin cảm ơn em Đỗ Quyên hay Đỗ Quyền nhé. Fortuner 2010 máy dầu một cầu số sàn màu đen biển Thanh Hóa 505 triệu. Xin chào bạn Nguyễn Tuần. Còn đây là chiếc máy xăng 2 cầu này. Fortuner máy xăng 2 cầu các bạn nhé. Màu trắng biển Thái Bình. $470 triệu. Tầm tiền trên 300 triệu giới thiệu với các bạn chiếc xe Honda Civic đời 2009 màu đen số tự động 1.8 biển Hà Nội,
335 triệu. Và tiếp theo là i10 thì giới thiệu với các bạn nhà mình đang có khá nhiều i10 nhé. Có hai chiếc i10 2015, một chiếc 2016, một chiếc 2018 và một chiếc 2019. Đây là chiếc 2015 hatchback màu trắng số tự động biển Thái Bình, đã được độ 30 triệu tiền đồ chơi, gồm có đèn bi này, màn hình và loa trầm các bạn nhé, 330 triệu. Xin chào Nguyễn Hiền, chào Xuân Quyết, xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Vios 2017 bản G số tự động màu vàng cát biển Quảng Ninh, 470 triệu. Và nhà mình có một chiếc Fortuner 2010 nữa các bạn nhé. Hiện tại đang có một đôi Fortuner 2010 màu đen máy dầu, số sàn chiếc này biển Thanh Hóa, 505 triệu. Hyundai Accent. Hyundai Accent màu trắng đời 2018 bản cao cấp nhất, hiện đang mang biển Hải Dương, 495 triệu. Accent thì nhà mình đang có một đôi các bạn nhé, chiếc màu trắng này thì đời 2018 và chiếc màu cà phê thì đời 2019, đều là bản cao cấp nhất. Tiếp theo thì Atis nhà mình cũng đang có Atis 2010 1.8 số tự động màu đen biển Thái Bình, 395 triệu. Và mình còn một chiếc Atis 2014 và một chiếc 2016 nữa các bạn nhé, đều 1.8 số tự động màu đen. i10 2019. Xin cảm ơn Xuân Quyết, nhà em nhiều xe đẹp lắm ạ. Chào bạn Chu Văn Vệ. i10 2019 mới chạy đúng 1.9 vạn, màu trắng, số tự động và đã được rút hồ sơ về tên nhà mình, 395 triệu các bạn nhé. Nếu các bạn mua chiếc xe này thì không phải chờ rút hồ sơ nữa, mà các bạn sang tên trong ngày luôn. Đặc biệt giới thiệu với các bạn, hôm nay nhà mình về được một chiếc Fortuner đời 2019, khẳng định là mới nhất Việt Nam bởi vì mới chạy đúng 1.3 vạn cây số các bạn nhé. Máy dầu, số sàn, mới chạy đúng 1.3 vạn. Đây các bạn nhìn kỹ nhá, 13322 km. Chắc là chưa bao giờ mua được một chiếc xe mới như thế này đâu các bạn nhé. Mặc dù đời 2019, biển Thái Bình chính chủ luôn. Hôm nay nhà mình mua được chiếc xe này của chính chủ biển Thái Bình luôn. Các bạn nhìn nhé. Và đặc biệt chiếc xe này là được nhập khẩu từ Indo đây các bạn này. Bản nhập khẩu này. Còn sau này thì là những chiếc xe của Việt Nam rồi, nhưng mà chiếc xe này vẫn là chiếc xe nhập khẩu nhé. Mới kính con luôn, khẳng định là mới nhất, mới nhất Việt Nam nếu những chiếc xe cùng đời 2019 như thế này các bạn nhé. Máy dầu, số sàn màu đen đời 2019, chạy chuẩn 1.3 vạn biển Thái Bình, ngót 1 tỷ đồng các bạn nhé. Hello. Và ngày hôm nay mình cũng về được một chiếc Fortuner 2017, máy dầu, số sàn màu trắng biển Hải Dương. Đây là chiếc xe mới về ngày hôm nay đây ạ. Đang còn ở trong xưởng để dọn dẹp, vệ sinh và đánh bóng. Máy dầu, số sàn, ghế da hai màu rồi các bạn này. Fortuner đời 2017 màu trắng, máy dầu, số sàn biển Hải Dương các bạn nhé. Còn đây là chiếc xe i20 nhà mình mới về hôm qua. i20 đời 2015 số tự động màu bạc, đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy liên lạc đến salon ô tô Hương Oanh. Nhà mình thì tuyển chọn xe rất là kỹ lưỡng rồi nên giá xe của nhà mình thường thường ở mức giá cao so với các đơn vị khác. Tiếp tục đây là một chiếc xe i10 nữa, đời 2015, dáng xe đan, số tự động, bản nhập khẩu Ấn Độ, biển 99 màu bạc,
335 triệu. Rất là nhiều xe thoải mái cho các bạn lựa chọn. Từ đầu năm đến giờ thì nhà mình chú trọng mua những chiếc xe máy dầu Fortuner. Tuy nhiên đến thời điểm này thì tự nhiên xe máy dầu bị lên giá nên là khó mua hơn. Rất lâu nay rồi là nhà mình chỉ còn có 2 chiếc 2010 và hôm nay thì về thêm được mấy chiếc xe đời cao liền các bạn nhé. Bạn ơi, i20 thì nhà mình đang có 2 chiếc nhé. Một chiếc màu trắng này, số tự động, cũng bản nhập khẩu Ấn Độ, còn nguyên dàn lốp dày bịch theo xe và lốp sơ cua chưa hạ lần nào. Chiếc xe này rất đẹp thì mình nhà mình đang chào 465 triệu. Còn chiếc màu bạc kia thì thấp hơn một chút bạn nhé. Đây, chiếc màu trắng 465 triệu. Đang có 2 chiếc i20, còn i10 thì có khá nhiều. Chiếc i10 màu đỏ bản 2016 nhập Ấn Độ. Chiếc này cũng là xe nhập khẩu số tự động, bản 1.2 4 máy các bạn nhé, màu đỏ và biển Thái Bình. Xe Fortuner 17 màu trắng hơn 800 triệu nhé bạn nhé. Tiếp theo giới thiệu với các bạn chiếc xe máy dầu Hyundai Tucson đời 2009 bản nhập khẩu màu vàng cát biển Thanh Hóa. Máy dầu số tự động 520 triệu. Cho chiếc xe Tucson máy dầu số tự động đời 2009 nhập khẩu và màu vàng cát các bạn nhé. Và Honda CR-V nhà mình đang có 2019 màu trắng. Chiếc này 2019 nhưng đăng ký lần đầu là tháng 3 năm 20. Bản cao cấp nhất, đang mang biển Hải Phòng, 970 triệu. Và một chiếc Honda CR-V đời 2015 màu Titan và biển cũng Hải Phòng. Cũng là chiếc xe bản cao cấp nhất các bạn nhé. Honda CR-V đời 2015 700 triệu. Mazda CX-5 đời 2017 bản 2.5 một cầu các bạn nhé. Màu trắng biển Quảng Ninh 750 triệu. Tiếp theo là Camry. Nhà mình đang có 2 chiếc Camry 2.5Q. Một chiếc màu đen. Tuấn Việt ơi, Camry đây nhá, 2.5Q. Màu đen đời 2018. Biển Hà Nội. Chiếc xe này cực kỳ đẹp đấy, nhưng mà hôm nay cũng đã bụi rồi đây ạ. Đời 2018. Em chào anh Thanh Tùng nhé. Cảm ơn anh ạ. Ôi, còn bị mốc nữa này. Da còn bị mốc nữa các bạn ạ. Thời tiết nóng ẩm, xong mấy hôm nay trời mưa nữa, nhiều độ ẩm nữa nên là trong xe còn bị mốc luôn đây. Xe đẹp lắm nhá. Những cái da xịn này thì rất hay bị mốc. Rồi, cần số cũng bị mốc rồi đây này. $930 triệu cho Camry 2018 2.5Q màu đen và biển Hà Nội. Ngoài ra 2.5Q thì mình đang còn một chiếc vàng cát 2013. Tuấn Việt ở đây nhé, vàng cát bên này. Vàng cát cũng rất là đẹp. Xin chào Nguyễn Khắc Quân. .5Q đời 2013 màu vàng cát và biển Thái Bình. Đây, chiếc xe này thì các cháu đã để mở cửa đây để cho khỏi mốc này. Thời tiết Bắc Bộ nhà mình mấy hôm nay nóng ẩm nên là những cái nội thất bằng da này rất là dễ bị mốc. 710 triệu cho Camry 2013 2.5Q. Những chiếc xe như thế này thì nhà mình cam kết
xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên zin các bạn nhé. Bạn Nguyễn Tiến Toại ơi, từ tầm từ 300 đến 400 thì nhà mình đang có chủ yếu là i10. i10 từ 15 đến 19 bạn nhé. À, tiếp tục đây là chiếc xe Toyota Rút các bạn ạ. Một chiếc xe cũng đến từ thương hiệu Toyota mang tên là Rút. À, đăng ký tháng 7 năm 20. Bản 1.5 nhập khẩu Indo, 7 chỗ ngồi, máy xăng, màu xám, à màu bạc và biển 98 các bạn nhé. Một chiếc xe lướt lát rất là đẹp này. 7 chỗ ngồi nhưng chỉ có 1.5 thôi, số tự động. Xe nhập khẩu Indo, 615 triệu. Còn Camry 2.5Q 2013 đây, rất là đẹp nhé. À, bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn hãy gọi điện, kết nối điện thoại Zalo với hai số điện thoại của nhà mình để xem thêm hình ảnh vào ban ngày. Hoặc là chiếc xe này thì mình đã có video chi tiết ở trên fanpage nhà mình rồi đấy. Hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668 các bạn nhé. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại này nếu mà các bạn có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng. Tầm tiền từ 3 đến 400 thì đang có rất là nhiều i10. Vios thì nhà mình không có chiếc nào tầm tiền đó, mà chỉ có Vios 2017 thì 470 và Vios 2019 đây thì 500 rồi. Xin chào bạn Hoàng Kính. Chiếc này là bản G 2019, số tự động màu trắng, biển Thanh Hóa, 500 triệu. Ngoài ra, những chiếc xe máy dầu thì nhà mình còn có thêm Ford Everest. Everest đời 2013, máy dầu một cầu, màu phấn hồng, biển Hà Nội, 470 triệu các bạn nhé. Everest 2013. Tiếp theo, đây là chiếc xe Atit 2016, 1.8, số tự động màu đen, biển Hải Phòng, 590 triệu. Đây, tầm tiền gần 400 thì có i10 2019 đây bạn nhé. 2019 này thì nhà mình đang chào 395. Ngoài ra thì Atit 2010 cũng là 395. Và một chiếc i10 2018 đang ở đường bên kia. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi video trực tiếp của Salon ô tô Hưng Oanh. Và rất cảm ơn các bạn là đã theo dõi video này, đồng thời là rất mong các bạn là chia sẻ, like bài viết, và nếu mà có thể thì các bạn hãy cho mình xin một nút chia sẻ vào các trang hội nhóm để cho ngày càng được nhiều người hơn biết đến ô tô Hưng Oanh. Nhà mình bán xe thì đắt nhưng mà chất các bạn nhé. Đây là chiếc xe Camry 2.4G đời 2009, màu đen và đang mang biển Hà Nội. 2009 còn rất là đẹp. 2.4G nhưng cũng là một chiếc xe số tự động các bạn nhé. Giá chào bán là 488 triệu. i10 2018 hatchback màu bạc và đang mang biển Thái Bình. À, 360 triệu. Là Mercedes-Benz C200 đời 2009, một chiếc xe sang đời sâu, màu xám, biển Hà Nội, 365 triệu. Xin chào bạn Trịnh Giang Nam. Xin chào tất cả các bạn và cảm ơn các bạn đang theo dõi video trực tiếp của nhà mình. Một mẫu Atit nữa các bạn nhé. Atit cũng 1.8, số tự động màu đen, biển Hải Phòng, 550 triệu. Và một chiếc xe bán tải Forerunner, máy dầu số sàn đời 2014, màu titan, biển Thái Bình,
440 triệu. Trong đây là hai chiếc xe Camry đời sâu 2002, chiếc màu đen 2.4G số sàn biển Thái Bình, 265 triệu và một chiếc 3.0 nhập khẩu Mỹ XLE số tự động màu xám và biển Hải Dương 270 triệu. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp của nhà mình thì làm ơn hãy like bài viết, chia sẻ bài viết hoặc là các bạn hãy chia sẻ thông tin giới thiệu đến anh chị em bạn bè người thân giúp nhà mình với. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hai số điện thoại là 0989 168 999 và 0988 266 668 các bạn nhé. Xin chào em Trần Duy Lành. Cảm ơn Trần Duy Lành là khách hàng đã mua xe của ô tô Hương Oanh các bạn nhé. Nhà mình thì bán xe đắt nhưng mà chất. Nếu các bạn chấp nhận chi thêm từ 1 đến vài chục triệu đắt hơn để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy liên lạc đến salon ô tô Hương Oanh. Còn tại salon nhà mình thì không có những chiếc xe giá rẻ, vì thế nhà mình chưa bao giờ sử dụng những cụm từ như là giá rẻ bất ngờ hay giá rẻ tụt quần hay là giá yêu thương. Mong các bạn thông cảm và để khỏi mất thời gian thì nhà mình chia sẻ luôn cùng các bạn như vậy. Nếu các bạn chú trọng đến chất lượng thì hãy liên lạc đến salon ô tô nhà mình. Nhà mình bán xe đắt nhưng mà chất các bạn nhé. Xe nhà mình bán ra thì cam kết bằng văn bản với các bạn là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc nguyên zin, không bị phạt nguội, pháp lý rõ ràng, nếu sai Hương Oanh sẽ nhận lại xe và trả lại đủ tiền cho các bạn. Và nhà mình kinh doanh theo mô hình gia đình, không phải là chợ hay là siêu thị, vì thế chỉ có duy nhất hai vợ chồng nhà mình chịu trách nhiệm về chất lượng xe cũng như là các thủ tục pháp lý liên quan. Và nhà mình không có đội ngũ nhân viên để trực điện thoại hay trực máy tính mà trả lời tin nhắn ngay lập tức của các bạn được thì mong các bạn thông cảm, các bạn hãy gọi điện trực tiếp các bạn nhé. Rất là nhiều xe thoải mái cho các bạn lựa chọn và hôm nay thì về thêm được rất là nhiều xe máy dầu đời cao 2018, 2019, 2017 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của salon ô tô Hương Oanh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.